Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đan một chiếc mũ phối màu rất là đơn giản như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về len và que đan. Thì que đan ở đây mình sử dụng que đan 6mm. Với kiểu đan kiểu mũ này thì các bạn nên sử dụng que đan to, kích cỡ to như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Len thì mình chập hai màu len, hai sợi len như thế này, một cái là màu đỏ và một cái là màu tím để nó tạo ra cái màu phối trông rất là hay. Nếu mà các bạn không thích phối màu, các bạn có thể cho hai màu giống nhau không sao cả. Nếu mà các bạn sử dụng len đeo cúc tông thì chắc có lẽ các bạn sẽ cần phải chập hai sợi lại giống như thế này mình đang chập đây, nhưng mà đây không phải là len cúc tông. Còn nếu mà các bạn đan len cái len mà cái sợi của nó rất là to, chỉ có một sợi thôi, nó cũng to, phù hợp với cái que 6mm này thì các bạn không cần chập nhé. Chỉ khi mà cái len của các bạn bé thì các bạn chập thôi, len chập đôi, hai màu khác nhau. Các bạn thích thì các bạn chập hai màu giống nhau được không sao cả. Vì ở đây mình đang đan mũ cho người lớn cho nên mình sẽ bắt 46 mũi. Nhưng nếu bạn nào sử dụng que đan hoặc len khác mình, hoặc là các bạn muốn đan mũ cho các bé có vòng đầu nhỏ hơn thì các bạn có thể tự tính số mũi đan bằng cách xem bài viết mình đã viết lúc trước cách tính số mũi đan. Bài viết đấy thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả YouTube, nên các bạn nào muốn xem có thể bấm vào link phía dưới. Mình đã bắt xong 46 mũi ở trên que đan thẳng như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đan. Và lúc nãy mình quên nói mất là cái mũ, đến kiểu mũ này thì mình làm hướng dẫn trên que đan thẳng, nên các bạn có thể sử dụng que đan thẳng như thế này, không đan que đan vòng nhé. Các bạn có thể đan que đan vòng nhưng mà đan theo kiểu như đan thẳng ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đan phần bo mũ đầu tiên. Thì phần bo mũ mình nói luôn là mình sẽ đan đan trơn, tức là mặt phải thì các bạn đan xuống, còn mặt trái thì các bạn đan lên. Bây giờ hàng đầu tiên này, nó là mặt phải, mình sẽ đan toàn bộ mũi xuống. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đan mũi đầu tiên. Hàng này chúng ta đan xuống này, đầu tiên mình đan xuống và đâm kim này, vòng len, sau đó lấy mũi này đó. Mũi tiếp theo chúng ta cũng đan xuống này, đâm kim xuống này, vòng len, lấy mũi lên. Bởi vì mình chập hai sợi len, một tím một đỏ, cho nên mỗi lần đan cái này nhìn như là hai mũi nhưng mà thực ra nó là một mũi, thì mình chập hai sợi mà. Các bạn cứ đan xuống cho đến hết. Mình đã đan xong hàng thứ nhất, bây giờ mình sẽ đan tiếp hàng thứ hai. Nó là mặt trái, mình sẽ đan mũi lên. Mũi đầu tiên mình không đan, mình nhấc ra để rìa nó đẹp hơn. Thì nếu chúng ta khâu cái mũ lại thành hình tròn thì nó cũng dễ hơn đây. Nhưng mà không đan, chúng ta lấy mũi ra kim, chúng ta để theo hướng lên này nhé, nhấc ra như thế này, rồi mũi tiếp theo đan mũi lên như bình thường, đâm kim lên rồi đan, đâm kim lên này, vòng dây này, lấy mũi ra. Rồi tiếp theo các bạn cứ đan lên tương tự như thế cho đến hết
cho đến hết hàng này. Việc các bạn cần làm tiếp theo đó là chúng ta mặt phải, tức là cái hàng số lẻ như hàng 1, hàng 3, hàng 5 thì các bạn đan mũi xuống. Còn mặt trái là các hàng chẵn ấy, hàng 2, hàng 4, hàng 6 thì các bạn đan mũi lên như thế này. Ở đây thì mình đã đan xong phần bo mũ. Vì là đan trơn nên là nó sẽ xoắn vào như thế này. Thì không sao cả, cái bo mũ này thì cái kiểu nó xoắn như thế các bạn nhé. Nó sẽ xoắn lên như thế này. Bây giờ mình bắt đầu đan vào phần thân mũ. Phần thân mũ thì chúng ta sẽ đan cốt. Kiểu đan này thì rất là dày, ấm mà cũng khá là đơn giản. Thì hàng đầu tiên của phần thân mũ các bạn làm như sau này. Quay đan phải, chúng ta để dưới cái sợi len như hai sợi len, hai sợi len các bạn để trên như này. Mũi đầu tiên thì hai sợi len ở trên nhé, nhớ là ở trên. Sau đó chúng ta đâm kim theo hướng lên này, nhấc mũ này ra, len vẫn ở trên, chúng ta đâm kim theo chiều xuống, đan mũi xuống ở mũi tiếp theo. Bình thường mình rất là bình thường, đan xuống thì cái sợi này sẽ vắt xuống, nhưng mà kiểu này đan xuống chúng ta vẫn để ở trên như này, sợi len này vẫn để trên này, đan xuống rồi các bạn lấy mũi lên như bình thường. Sau đó các bạn để ý ở đây nó sẽ tạo ra một cái mũi giả, thì các bạn kể nó không sao cả. Đan mũi xuống xong các bạn lại vắt dây lên tiếp này, lấy len đâm kim theo chiều lên, nhấc len ra này, để nguyên len ở đằng trước, đâm mũi xuống, đan mũi xuống vào mũi tiếp theo này, xong lại nhấc len lên, nhấc mũi theo chiều lên ra, để nguyên len ở bên trên, đâm kim mũi xuống, đan mũi xuống bình thường. Rồi các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho đến hết hàng. Mình vẫn đang ở hàng 1 của phần thân mũ và mình đã đan đến còn hai mũi cuối như thế này. Rồi, bây giờ mình đan tiếp hàng thứ hai của phần thân mũ. Hàng thứ hai các bạn làm giống như hàng 1 thân mũ lúc nãy mình vừa làm. Đó là chúng ta lại để cái len nó ở phía trước quay đan như thế này. Sau đó nhấc len ra, đâm kim lên này, nhấc len ra. Rồi tiếp theo các bạn cũng đan xuống như lúc nãy, lần này chúng ta đâm vào hai mũi ở đây. Các bạn nhớ lúc nãy khi mà chúng ta đan mũi xuống, len của chúng ta lại để trên không vắt xuống, lúc chúng ta đan mũi xuống nó tạo ra một mũi giả ở đây, thì chúng ta đâm kim qua hai mũi ở đây, đâm xuống này, len vẫn ở trên, đan như này thì nó lại tạo ra một mũi giả tiếp ở đây nữa. Thì các hàng sau các bạn lại làm như thế. Rồi đan xuống xong lại nhấc len lên, lấy mũi ra này. Đấy, các bạn có thấy cái mũi giả đấy không? Đây, đâm xuyên qua mũi giả, đan mũi xuống, rồi nhấc len lên, lấy một mũi lên ra ở đây, rồi đâm kim qua hai mũi ở đây, đan xuống. Nhớ lúc đan xuống thì len vẫn để ở trên, nhấc len này, đan xuống này,
lên ăn xuống. Lên than xuống, nhấc lên này, than xuống, đây mình đang đan đến đoạn cuối của hàng thứ hai, phần thân mũ này. Tiếp theo mình sẽ đan hàng 3. Hàng 3 này các bạn làm tương tự giống hai hàng vừa nãy của phần thân mũ, là thân mũ đầu tiên thì chúng ta ở đây vẫn để len phía trước rồi lấy mũ ra, len vẫn ở trên, đâm mũ xuống vào hai mũ đây, đan xuống như bình thường, lấy len lên, đan xuống này, rồi. Vậy là về cơ bản thì các hàng tiếp theo của phần thân mũ các bạn làm giống y hệt ba cái hàng mình vừa làm. Thực ra nó ba hàng nhưng mà nó chỉ ba hàng này đều lặp lại cái hàng đầu tiên hết, để nó đều giống nhau hết mà. Các bạn cứ đan như vậy cho đến khi đến chỗ phần trong mũ. Ở đây thì mình đã đan được một đoạn thân mũ như thế này. Thì các bạn đan phần thân mũ, cái phần thân mũ của chúng ta nó sẽ dài khoảng 19cm như thế này. Vậy thì đo từ đây đến đây thôi, 19cm. Thì chúng ta sẽ ngưng và chuyển sang đan phần chóp mũ. Mà các bạn đan làm sao để mà muốn làm 19cm nhưng mà hàng đầu tiên của phần chóp mũ mà chúng ta đã chuẩn bị làm bây giờ thì nó phải bắt đầu ở mặt phải nhé. Phải bắt đầu ở mặt phải. Bây giờ mình sẽ đan hàng đầu tiên của phần chóp mũ. Thì trước khi đan các bạn nhìn đây này, mình hàng đầu tiên mình sẽ đan một mũi lên, một mũi xuống cho đến hết hàng. Thì đây các bạn thấy là có một mũi lên này, ở chỗ này đó là mũi xuống, nhưng mà trên này là có hai mũi trụm vào nhau. Đây là cái mũi giả lúc nãy các bạn tạo trong khi đan cốt. Bây giờ chúng ta đan nhé. Đầu tiên là mình đan mũi lên như bình thường, nhưng mà vì đây là mũi đầu tiên của hàng cho nên mình chỉ nhắc ra cho gì nó đẹp. Đấy, nên nó lên. Sau đó các bạn đưa len xuống này, để các bạn đan xuống như bình thường. Nhưng mà đan xuống các bạn ở đây đâm vào hai mũi, đâm vào cả cái mũi giả nữa, đan xuống như bình thường, xong rồi nhấc len lên, đan lên. Bây giờ chúng ta bắt đầu đan nhé. Ở cái phần chóp mũ các bạn, mũi lên các bạn phải đan bình thường, chúng ta không nhấc nữa. Mũi xuống các bạn đâm kim xuống, rồi bây giờ mũi lên lại đan lên này, xong bắt dây xuống, đan mũi xuống, mũi xuống chập hai cái mũi ở đây, chập cái mũi giả nữa, lên, xuống, lên, xuống. Lên. Xuống. Mình đã đan xong hàng đầu tiên của phần chóp mũ. Bây giờ mình đang ở hàng thứ hai của phần chóp mũ và làm mặt trái. Thì các bạn làm y hệt hàng 1 như lúc này chúng ta vừa làm, là chúng ta lại đan mũi lên mũi xuống, một mũi lên mũi xuống cho đến hết hàng.
Nếu mũ len đầu tiên nhấc ra không đan để nó riềng nó đẹp hơn thì chúng ta khâu cho dễ. Rồi chúng ta đã đan mũ xuống này. Ở đây thì nó cái mũ xuống nó không còn bị kẹp hai mũ và có mũ giản nữa. Đan một mũ đâm xuống như bình thường. Nhấc lên, đan lên. Rồi hàng tiếp theo, các hàng tiếp theo các bạn làm tương tự như vậy. Các bạn làm sao để phần chóp mũ của chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 hàng nhé. Đây mình đã đan xong 4 hàng của phần chóp mũ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đan hàng cuối cùng. Và đây cũng là hàng để chúng ta giảm số mũi đan ở trên que đan. Thì đầu tiên các bạn nhìn ở đây, với hai mũi đầu này các bạn không cần đan này. Ở đây chúng ta có mũi lên, đây là mũi xuống. Các bạn đâm ngừng khi phải đâm kim vào mũi xuống này. Như thế này, sau đó các bạn vòng qua mũi lên. Bên cạnh rồi lấy mũi lên. Lên như thế này. Đó. Vậy là các bạn đã giảm được một cái mũi lên rồi. Tiếp theo chỉ trừ hai cái mũi đầu này là chúng ta không đan thôi, còn các mũi còn lại các bạn đều phải đan. Cái mũi lên ở đây bạn vắt dây lên này, đan mũi lên rồi sau đó các bạn đưa vào mũi lên này, quay trở lại quay đan này, quay đan trái như thế này. Rồi bây giờ các bạn lặp lại cái bước lúc nãy các bạn làm thôi. Các bạn làm với hai cái mũi đầu là các bạn cũng đâm kim vào cái mũi xuống ở đây, bên cạnh mũi lên này. Như thế này, và các bạn vòng qua cái mũi lên. Đó. Sau bây giờ các bạn vắt dây lên, đan tiếp mũi lên. Đưa mũi lên này quay trở lại này. Đâm kim vào mũi xuống bên cạnh. Vòng qua mũi lên, lấy mũi lên lên, tuột cái mũi xuống rồi xuống dưới này. Vậy là các bạn đã giảm được một mũi nữa. Rồi lại đan, phát dây lên, đan lên tiếp tục. Đưa cái mũi lên vừa đan về bên trái. Rồi lại đâm như thế. Rồi, với các mũi còn lại của hàng, các bạn cũng làm tương tự như thế. Cho đến tận mũi cuối cùng. Đây mình đang đan đến hai mũi cuối của hàng cuối cùng. Mình lại đan tiếp mũi lên này. Sang bên này. Rồi, vậy là mình đã đan xong hàng cuối. Các bạn có thể thấy là số mũi trên qua đan bây giờ đã giảm đi được nửa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt len. Các bạn chừa một đoạn len thật dài để đủ tóm cái phần mũ này vào này, sau đó là khâu cái gì ở cái phía bên này của mũ nữa, nối hai bên của mũ lại nữa.
Mình sẽ chừa một đoạn lên thật dài. Sau đó các bạn sử dụng kim khâu len. Đây, kim khâu len cái đầu nó rất là to. Các bạn luồn len vào. Mình đã cắt này. Bây giờ chúng ta bắt đầu thâu tóm các cái mũi này lại, thâu cái chóp mũi này lại này. Các bạn dùng kim này, kim khâu len đi ngược lại phía chúng ta vừa đan nhé. Các bạn mà khâu kiểu quay ngược sang phía bên này thì lúc mà các bạn kéo một phát là tất cả những gì các bạn đã đan nó sẽ tuột hết ra, nên nhớ là đi ngược lại phía mà chúng ta vừa mới đan. Rồi các bạn kéo qua. Lúc kéo thì các bạn chừa một đoạn tròn nhỏ bên này như thế này. Các bạn đừng kéo hết, chừa một đoạn tròn nhỏ này. Còn cái phần dây này các bạn kéo bên này này. Đó, mình đã kéo qua và nó còn thừa đoạn đây đúng không? Kéo lên chỗ đó. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ luồn nó qua đây. Và các bạn có thể rút thật mạnh nó vào. Rút thật chặt để đóng cái chóp mũ lại. Rồi sau đó các bạn có thể, ở đây nó có vẫn còn cái vòng thường, các bạn có thể cố định bằng cách khâu nó lại thêm một hai lần nữa. Sau khi cái phần chóp mũ đã kín như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khâu phần rìa mũ ở đây. Cái mũ của chúng ta sau khi đan xong như thế này nó hơi dài một chút, tại vì mình thích đội mũ dáng nó dài, kiểu nó rủ rủ xuống ở đằng sau cái cục bông ấy. Còn bạn nào thích mũ nó ngắn lại một chút thì lúc mà đan phần thân các bạn có thể giảm xuống từ 19cm thành 18-17cm tùy các bạn thôi. Bây giờ chúng ta khâu phần gì ở đây thì các bạn đem cái dây máy ảnh nó vướng vào đây, khâu phần phía bên này thì các bạn lộ mặt trái ra này, lộ mặt trái ra và chúng ta bắt đầu khâu cái trên này xuống. Các bạn để hai cái bên như thế này này. Các bạn nhìn nhá, mình để đây
không có cái hàng mũi trốn nào đây cả, thì như này, bên này mình cũng để giống thế. Rồi mình sẽ khâu hai cái phần này lại với nhau. Rồi đầu tiên khâu ở đây trước. Ở đây thì nó lại hơi khó nhìn một chút. Ở phía trên đỉnh trên cùng này thì các bạn khâu sẵn được, nó cũng khó thấy. Chúng ta phải quan trọng khâu ở phần dưới này. Đây, bây giờ mình bắt đầu khâu đây. Khâu từng hàng một. Lúc khâu các bạn đừng kéo cái chốt này chặt quá, nếu không thì lúc sau cái phần khâu này chúng ta nó sẽ bị díu lại với nhau, trông không đẹp. Các bạn khâu cứ lỏng tay thôi. Đây, đây là mặt phải. Trông rất là khó thấy để mà biết đây là chỗ khâu. Kéo nhẹ một chút. Vậy là mình đã khâu xong phần rìa mũ, bây giờ mình sẽ lộ ra mặt phải để các bạn có thể xem được thành quả. Đây, cái phần mà chúng ta đã khâu xong đây, rất là khó để phân biệt được. Đây này, đây là cái phần chúng ta đã khâu. Rồi bây giờ các bạn dùng kéo này cắt len thừa đi, đừng cắt hết nhé. Mình buộc với cái đoạn len thừa từ cái lúc ban đầu mình bắt mũi ấy. Mình buộc nó lại. Vì cái này nó lợn lên như thế này cho nên mình sẽ luồn này qua mặt bên này. Về cơ bản thì mũ của chúng ta đã gần xong. Bây giờ các bạn cần làm quả bông ở trên này nữa. Các bạn nhớ là chúng ta phải làm một quả bông to, thật to vào, thì trông của mũ nó sẽ đẹp hơn. Mình đã làm sẵn một cục bông như này. Cục bông của mình thì mình quấn hơi nhiều len quá, nhưng mà tùy theo sở thích. Có thể các bạn thích cục bông nó căng tròn to như thế này thì các bạn sẽ quấn thật nhiều vòng. Còn bạn nào thích ít vòng, trông nó mỏng bớt hơn thì quấn ít vòng hơn cũng được. Bông này thì mình làm bằng cái dụng cụ làm pom pom như thế này, nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn làm được bằng cách mà mình đã chỉ ở trong video nào mình quên, thì mình sẽ để link ở phía dưới. Nói chung là các bạn chỉ cần bìa cắt tông thôi các bạn cũng có thể làm được. Bây giờ mình sẽ gắn
bông này vào đỉnh mũ. Đây mình có kim móc thì mình luồn luôn, còn các bạn không có kim móc thì các bạn cứ luồn nó qua cái lỗ ở dưới này là được rồi, cái lỗ ở chân cùng này. Sau đó là mình sẽ dùng kim khâu len luồn qua phần bên này. Rồi các bạn, bây giờ các bạn khâu một vài vòng từ bên này đâm qua cái tâm của cục bom bom.